Thành phố Toulouse không những là có những chiếc máy bay rất là lớn, rất là đẹp, nổi tiếng trên thế giới của chú anh chị ha, mà ở ngoài đường á, hiện tại thì Liên đang đi ở ngoài đường, Liên đi tìm quán ăn ăn trưa đó của chú anh chị, thì Liên thấy có rất là nhiều chiếc Vespa rất là đẹp để ngoài đường luôn. Cô chú anh chị nhìn thấy rất là đẹp ha. Thì Liên hỏi em của Liên, tại vì em của Liên nó đang ở thành phố này, thì nó nói là những chiếc xe Vespa này á, là người ta để ngoài đường cho mình mướn. Nó lạ hơn trên thành phố Lyon của Liên. Tại Liên trên thành phố Lyon của Liên á, thì có cho mướn xe nhưng mà không có cho mướn những loại xe Vespa rất là đẹp này đâu cô chú anh chị ha. Thì mỗi thành phố sẽ có một cái đặc trưng khác nhau. Vậy có những cái mà rất là khác nhau mặc dù là ở chung nước Pháp cô chú anh chị ha. Đó cô chú anh chị nhìn lại đi, rất là đẹp, chiếc Vespa đẹp, rất là đẹp luôn á. Liên đang đi tìm mấy cái quán ăn trưa đó cô chú anh chị. Đó, rồi bây giờ nãy mình coi máy bay, nãy mình coi những chiếc máy bay rất là đẹp. Và bây giờ cô chú anh chị có nhìn thấy nha, chiếc xe này cũng rất là đẹp luôn mà để trong tủ kính nó chừng cho mình coi đó cô chú anh chị. Đúng là cũng rất là lạ luôn cô chú anh chị ha. Có những cái rất là lạ là đẹp luôn. Đang nói bụng thấy no luôn cả nhà. Giờ trong đây ăn McDonald's ở Tulu nha cô chú anh chị. Đó. Này bắt đầu ở Toulouse chứ không phải bắt đầu ở ở nhà ở trên Lyon Liên đâu ha. Giờ Liên sẽ mời cô chú anh chị cùng vô đây coi thử McDonald's ở Toulouse nó có ngon không, có khác gì McDonald's ở Lyon không cô chú anh chị ha. Nhưng mà Liên thấy cảnh làm thấy khác nè cô chú anh chị. Đó, ngồi ngoài đồ ăn được ha. Ok, mời cô chú anh chị cùng vào khám phá nha. Bữa nay mình đi ăn McDonald's ở Toulouse cô chú anh chị ơi. Ở đây đi không? Ở ngoài ngoài nắng lắm, nó ồn lắm. Ừ, mà nó nắng mình nó ồn. Tôi dưới ngọn quá. Ngồi. Có hai cái anh hai ngồi gì kéo cái lồng cho anh hai. Cái lồng này anh hai ngồi đó được. Cái lồng này kia sợ ngồi đi gãy. Ngồi cho nó. Ngồi này là ngon nhất. Bữa nay ăn 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 McDonald's ở chỗ xa, ăn ở Toulouse chứ không phải ăn Lyon đâu. Đi ra đi rửa tay cái gì vậy? 0312 A. 0312 hả? 0312 A. 0312 A. Cái ghế đẹp không? Ghế nhìn nhìn ngầu ha. Anh chàng đẹp trai đi ăn McDonald's ở Toulouse sao anh chàng đẹp trai? Hôm nay không đi ăn ăn McDonald's ở Lyon à? Hả? Sao chạy xuống tới Toulouse ăn dữ vậy? Đi gần 600 cây số xuống đi ăn McDonald's hả? Gute. Buổi trưa mà đông quá trời luôn. Cái này nó bán xuyên suốt nó không có nghỉ rồi cho anh chị cho nên đông quá trời người ta nè. Quán này đông gì hả? Thường thường mắc đâu nè, trên ly ông trai thấy buổi trưa nó vắng lắm vậy. Đâu có được mà đông như thế này đâu. Chứ về thấy đông. Buổi trưa mà về bán buổi trưa về là ok rồi coi chú chị ha. Thường buổi trưa người ta ăn, người ta mua đem về nhà nhiều hơn. Bữa nay xuống ăn thử McDonald's ở Toulouse coi làm sao coi chú chị ha. Đó, đặt đồ ra rồi đó coi chú chị. Còn đặt đồ quá chừng luôn, còn khoai tây chiên này quá chừng luôn, cái gì nước nè, cái salad gì, salad trong này mấy cái bánh nè, cái bánh nhỏ nhỏ trong này. Ngon quá ha. Quay cho cô chú anh chị coi chút xíu này, salad salad gà của chú anh chị, tại tại Liên không có ăn được mấy cái bánh thịt bò đó, bánh hamburger thịt bò nè đó, cho nên là Liên chỉ ăn cái salad thôi mà cô chú anh chị nha. Nhìn ngon ha, với khoai tây quá chừng luôn nè, tay chấm với sốt thôi, vô nước ngọt cho đủ no. Anh em mình chia ra ăn đi. Để chị ăn cái khoai tây với cô chú anh chị. Em thích được hết cái khoai tây. À, thưởng mát. Khoai tây cũng cũng cao. Dưới là rất tốt hả? Cơm cũng trộn cái salad ăn. Ngày giờ đó nó bị ánh nắng nó chiếu liên lễ. Liên lễ là một chai nước ngọt rồi. Hết chát.
Đi vô McDonald's rồi ăn cho nó le vậy cô chú. Cái hạt ra là ăn cái gì? Ăn khoai tây. Ăn khoai tây chiên. Có gà thì ăn gà, có hồi. Liên là ông mấy thì thích ăn thịt bò. Liên ít ăn thịt bò. Lấy cái ly ra ăn cá liền bán. Cha nắng liền. Lát thì ăn ghê thiệt chứ. Hôm qua một mình ăn ba cái bánh một người. Ớn hồn. Hỏi anh làm nổi chục không? Hả? Bánh bự thôi. Tớ em đâu có biết. Em hỏi coi anh làm nổi chục không? Ở thì rất là khoái ăn mấy bánh luôn. Hôm qua ba bánh đó bánh bự. Ba cái rồi. Rồi lắm rồi. Thôi bánh bự vậy nè cô chú anh chị mà Alex có thể ăn là 3-4 cái. Ăn ghê hả? Ngồi bên đây ăn nè cô chú anh chị. Nãy giờ ăn biết nhiêu cái nữa hả? Nãy giờ ăn biết nhiêu cái bánh nữa hả nha cô chú anh chị? Làm nó ăn cái gì? Một chục cái giòn. Nhà không? Cái giòn này nó bự như cái bếp mắt này. Ăn chục cái răng. Cái rất là khoái à. Nói về mình cái gì nói về bánh McDonald's mà nói này cạp C rồi này kia là rất khoái lắm luôn cô chú anh chị, rất khoái lắm. Ăn nãy giờ mà để liên quay rồi cho cô chú anh chị xem, nhìn muốn tàn tàn phục luôn, nhìn muốn hết luôn rồi mà nãy đem ra là cô chú anh chị không ở trên bàn là quá chừng qua đất luôn, nhưng mà giờ là muốn hết luôn rồi, sạch sạch luôn. Cầm nguyên vậy không gà nên thì ăn phết với lại khoai tây với lại mấy đồ rau salad đó cô chú anh chị. Bữa nay đi ăn ăn McDonald's ở thành phố Toulouse. Sẵn quay video luôn gửi đến cô chú anh chị. Em coi thử cái ở dưới Toulouse này nó có khác gì ở Lyon không, mình khám phá cái lạ của chú anh chị đó. Chỗ thì thấy lạ rồi, khác rồi đó. Nói với Alex với lại em của Liên á, nếu mà một mình Liên mà sống ở nước ngoài cô chú anh chị là không có đời nào McDonald's mà nó bán Liên được đồng bạc, tại vì Liên không bao giờ bước vô McDonald's ăn một mình, Liên đâu có biết ăn đâu. Cái stack mà để bỏ vô trong cái bánh McDonald's á là mần bò mà Liên đâu có biết ăn, có gà nữa, nhưng mà thật ra là cái bánh bên ngoài Liên cũng không có thích á, cho nên là không bao giờ ăn. Như KFC á thì Liên có ăn, tại là có mấy cái gà đó cô chú chị. Giống như mấy lần Liên quay mấy cái video á, có gà KFC đó, thì mua về ăn một hai cái đùi đồ này kia, một cái cánh rồi thì ok. Cái mùi của KFC Liên thích hơn, nhưng mà cái mùi của bánh McDonald's thì Liên không biết ăn thôi. Cho nên chắc là không bao giờ ăn một mình mà đi vô. Liên nói với Alex với em Liên, nếu mà ở nước ngoài là một mình Liên là không bao giờ Liên bước vô McDonald's. Trưa mà buổi trưa mà bán gì cũng đông lắm á cô chú anh chị, đông. Tính ra Liên thấy ở dưới Toulouse này thành phố nó nhỏ hơn là Lyon thiệt, nhưng mà nói chung là ở dưới này ổn hơn nha cô chú anh chị. Ở dưới này rất là thoải mái luôn. Ở dưới này nói chung là tay cô chú anh chị, tay ở dưới này là hết 90% rồi nha cô chú anh chị, tay trắng nha, tay rạc á là 90% là sống ở thành phố Toulouse nhiều nhất, với mấy thành phố vùng xa xa đó cô chú anh chị, vùng quê rồi này kia đó thì đa số tay người ta sống rất là nhiều. Còn như thành phố Lyon của Liên ở thì tay hình như nó còn chừng cỡ 20-30% ở đó thôi, còn lại 70-80% kia là chia ra người châu Á với mấy người Ả Rập rồi, nhiều lắm cô chú anh chị, đen đồ này kia đều nhiều lắm, châu Á, các nước châu Á đó. Xong hết rồi, sạch trơn luôn rồi đó cô chú anh chị. Còn gì, còn khoai tây nè, ráng hết khoai tây đi. Tụi bạn ăn gà rồi hết, ăn bánh ăn gà rồi hết rồi. Còn ly nước nè. Rồi. Còn ly coca. Uống nước gì mà quá chừng luôn đây. Nước nè. 1, 2, 3, 4, 5 ly nước. Có 3 người muốn 5 ly nước. Khoai tây 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái khoai tây. Mỗi cái là một cái vậy nè. Đó, 5 cái khoai tây. Bánh là như 5 cái hả Dình? 5 cái bánh luôn cho anh chị, với một thau salad nữa, ăn ghê hồn mà. Ớ thì chứ
mình ăn lách không hết ba cái bánh mắc đồ nan rồi. Ăn đen hồng thật chứ. Ăn mắm nó màu nan nhiều mỡ không á, mập lắm á. Mình nói chứ lách năm chắc lách ăn mắc đồ nan chắc chừng lần hai lần rồi cô chú chị. tại vì Liên không đúng rồi, có tiền đâu ăn. Với lại món đó thì Liên đâu có thích cho nên Liên đâu bao giờ rủ đi đâu. Như mấy như rau á, là đi đến cái chỗ bán rau là Liên mê lắm cô chú anh chị, nhất là rau Việt Nam Liên mê. Mà lách thì đâu có mê, chỉ có Liên ăn đồ Việt Nam Liên mê thôi. Hết rồi, xong rồi, giờ còn như thu dọn cho hết nữa thôi. Còn như đây cái khoai tây nè, thu dọn cho hết đi mấy bạn. Các bạn thu dọn cho hết nha. Nguyên một cái bữa này là có chuyện vậy thấy không? 5 ly nước nè, nước ngọt Coca, 5 ly Coca nè. Em Liên có ly gì nữa không biết nữa. Với lại khoai tây, 5 cái hũ khoai tây nè. Như bánh là như 5 cái bánh McDonald's này, gà có nè, bò có nè. Với tô salad nè. Hình như là chắc cũng cỡ 40 euro hay gì ha. Tính ra chắc khoảng 40 á con hả? Đâu khoảng 40 à. Tính ra ở dưới Tulu này bán rẻ hơn trên Lyon á, là cô chú anh chị. Mình thấy rẻ hơn. 40 là tính ra khoảng triệu mốt á cô chú anh chị. Như 574 có khoảng triệu mốt á cô chú anh chị ạ, triệu mốt. 4 người triệu mốt ở bên đây nói rẻ chứ bên Việt Nam vậy là quá mắc rồi chứ chị ha. Ở bên đây là quá mắc luôn. Rồi, hết rồi. Bye cô chú anh chị nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị hôm nay đến Toulouse ăn khám phá mắc đồ nè chung với Liên với Alex, với em của Liên ha. Em Liên thì nó ở đây mà. Sau khi ăn uống xong thì bây giờ Liên với Alex đang có mặt tại ga xe lửa Toulouse. Tạm biệt Toulouse để trở về Lyon của chú anh chị ha. Thì trong chuyến hành trình đi thăm Toulouse á, thì Liên cảm thấy rất là vui khi mình đã quay được những cái video về những chiếc máy bay rất là lớn và rất là bự nổi tiếng trên thế giới để gửi đến cô chú anh chị. Và vui hơn thì Liên cảm thấy cô chú anh chị rất là thích những cái video đó. Liên cũng xin được cảm ơn cô chú anh chị, các bạn đã luôn đồng hành cùng với Liên với Alex trong tất cả những cái video hành trình của Liên với Alex. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn luôn theo dõi Liên với Alex nha. Bye bye cô chú anh chị và các bạn. Chào tạm biệt, Liên gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Bây giờ hành trình của Liên sẽ từ Toulouse đi về Lyon cô chú anh chị ha. Bye bye cả nhà, chào tạm biệt.